Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em con tàu sân bay tấn công KS Yukaku. Đây thì vẫn sẽ làm con tàu sân bay tấn công của Nhật Bản. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy trên màn hình đây. Cái yêu cầu của các bạn này thì bạn ấy viết hơi dài. Đấy thì các bạn có thể tạm dừng cái màn hình lại để mình nhìn cho kỹ nhá. Nhưng còn thực tế thì cơ bản thì ý của bạn ấy là bạn ấy muốn tham khảo về cái bộ trang bị của bạn đang chơi. Đây thì bạn ấy chơi con Yukaku với cái bộ trang bị đúng thế này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây. Su 57, MiG-41, Scapnava, B-21, Mantis, đấy, FNX, Rapid Fire. Những cái đồ này thì cơ bản là những cái đồ tốt thôi. Chỉ có cái phòng không thì mình thấy nó hơi lưỡng lự ở cái đoạn này. Đấy, các full với lại cái Thai 2030. Rồi, bạn ấy muốn trải nghiệm xem là cái bộ sức mạnh này thì mình đánh giá nó sẽ như thế nào. Rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu luôn. Mình sẽ đi chơi khoảng độ 1 đến 2 trận với cái bộ combo của bạn này. Sau đó thì chúng ta sẽ rút ra được cái kết luận là với cái bộ combo này thì chúng ta sẽ nên chơi những cái gì chúng ta nên thay đổi. Tất nhiên là bộ combo nào thì nó cũng sẽ có cái điểm mạnh và cái điểm yếu của nó thôi. Thì cái này anh em cũng phải hiểu rất là rõ. Có những cái vũ khí ở đây thì gần như là ít khi mình lắp á. Điển hình như là cái con Su 57 này, Thai 2030 này. Những cái đồ ấy thì mình ít khi mình lắp. Đó, anh sẽ vào luôn. Cái này thì mình nghĩ là cái Scapnava nó sẽ có cái vấn đề đấy. Vấn đề như thế nào thì phải thực chiến chơi khoảng 1-2 trận rồi mới biết được. Đấy, cái con này là con Su 57 này, mua trên shop anh em nhé. Sáng check map luôn. Cứ ăn được con trực thăng cả đã rồi tính tiếp. Cũng may là địch còn chưa kịp check là mình đấy. Mất cái loạt tinh kích cái tự dưng là mất hết map luôn đấy. Sỏi MiG-41 lâu lâu cảm thấy nó cấu nó vẫn là một cái gì đấy nó khác bọt anh em ạ. Được, mình sẽ nào đây mình chơi tiếp. Cái này để cho nó hết cái bẫy mồi luôn. Đau không nhỉ? Đau rồi, nhưng nó chơi được một phát B21 nó dí quá ấy là quá thấm luôn. Mình cứ phải chơi như thế này xong rồi mình mới cảm nhận được là cái gì nên chơi, cái gì chúng ta nên thay đổi anh em. Úi dồi ôi, nâu chơi con Matis này cả nó dí đam ngon phết nhỉ. Rồi, Mitsuri khả năng lại toang rồi. Mà cứ đứng như kiểu bắn lần lượt một tí một như thế này đó, phải được con mạng chứ. Rồi, sang đây dí ông này đi. Núp ở đây làm cái gì? Rồi xong rồi, trận này nó lại nhanh thế nhỉ. Úi dồi ôi. Công nhận con MiG-41 này cái sát thủ nó cao đấy, một cái combo của nó đấy. Rồi sang đây cố gắng thử dí ông này một phát xem. Làm chàng, úi dồi. Cái cuối cùng nó là cái vũ khí phòng không. Ồ, một combo nhá, nổ đam như đúng rồi luôn. Khốn anh em, khốn. Đấy, cái này thì có cái là cái khả năng phanh lại của nó ấy. Thì nó không được thực sự làm mượt thôi. Sang đây xử nốt thằng tàu sân bay thế là chúng ta sẽ sang trận khác. Bọn này chắc cũng chả tới lượt mình đâu. Anh em nó dồn sang như thế này rồi. Còn Mantis này thì được cái là kiểu spam thì sướng. Nhưng mà mỗi tội là cái bay, cái tốc độ bay của nó thì nó hơi chậm anh em. Nó bẫy mồi được hết kìa. Ờ,
sau này cố dí cho phát nữa, không biết là mình có bị văng hay không. Phiên bản này nó hay văng nhiều lắm. Rồi, quay lại trò cố phát nữa này. Xong rồi đấy, úi giỏi rồi. Rồi, ok, chúng ta đã xong cái trận đầu tiên. Như vậy trận này chúng ta chơi ngon lành anh em ạ. Chơi ngon lành cành đào luôn đấy. Cảm nhận của mình thì nó khá là tốt, nhưng mà cái phòng không thì chưa biết được. Lý do là bởi vì là cái trận này chơi nó cũng hơi nhàn một tí. Mình không bị ai động đến cái phòng không thì nó thực sự là cảm nhận nó chưa rõ ràng. Nếu như mà để nói nhanh qua về cái phòng không này nó sẽ kiểu gì thì nó chỉ thiên hướng gọi là nó diệt được cái máy bay thôi. Còn chống tên lửa nó sẽ kém đấy. Cái kiểu của combo này chống tên lửa nó hơi kém. Đấy, đúng là tìm cái chiến số của khác bay cảm thấy nó hơi chậm anh em ạ. Nếu mà được thì cố gắng mà mua cái con tìm kích check map nó nhanh. Rồi, xong rồi, thế mà không ăn được nó kìa. Em đẻo chứ nị. À, sân bay. Thấy. Thấy này. Này, nó có dấu hiệu, nó muốn chạy. Anh em phải vã ngay. 204 à. Vã ngay. Rồi rồi. Cố ăn của đây mà không được kìa. Mình phải di chuyển thôi. Đến cái map này phải di chuyển thôi. Mantis cũng chưa làm được cái gì. Ô tàu ngầm nó vào thế nó chậm đấy nhỉ. Đến hai. Úi dồi, nhắm ôi. Có miếng mồi thơm. Ok chưa? Hỗ trợ anh em nhiệt tình bên cánh ảnh luôn. Nói ném nó phát thằng thiết giáp nó toang luôn rồi. Sỏi ơi. Combo này thì mình nghĩ là cường kích mấy ui giời. Chết luôn ạ. Cường kích với lại cái con bomber mình nghĩ là ok. Nào gì mình úi giời ơi, tôi xong rồi. Như đang lành thì gặp đúng con tàu ngầm ở đây mới đau chứ gì. Toàn rồi. Hai cần 200k máu để chơi cái gì. Đó, chống tên lửa nó kém quá anh em ạ. Ngầm đây rồi. Anh như muốn chơi mình đây mà. Úi giời ơi. Chạy. Không ăn được thì nó chạy. Thế thì mình có sống nổi hay không? Ngầm nó đang cố ra nó dí mình ấy. Giờ chạy hướng nào cho nó. Úi giời. Chạy hướng nào cho nó thoát chết bây giờ nhỉ. Combo này thì đúng cầm thì hơi toang anh em nhá. Cảm giác là hơi bị bất lực đấy. 63.000 máu. Rồi, còn cái gì thì hồi nốt. Đúng một cái hồi máu cuối cùng. Nào vào đây. Né hay vậy ta.
quá hay luôn. Thôi bây giờ chỉ có hy vọng anh em thôi. Nhìn cái combo này biết chúng gần nó lỏa rồi. 225.000 máu ạ. Cũng may là được cái là con Juaku, nếu mà để tính ra so với 004 hay là cái con Enterprise thì nó sẽ ngon hơn. Nó ngon ở cái khoản nó cơ động ấy. Anh em bây giờ thì cũng chịu rồi. Ôi gặp đúng ông tàu ngầm là úi giời ơi, 29k máu rồi toang rồi. Không né được. Cố chạy làm thế à. Nhưng mà bây giờ còn một con úi giời ba anh em, thì có để xem ba anh em này nó có làm gì được không. Ai nó cũng quái đấy, Never 51 là nó cũng quái. Nhưng còn oxy không? Rồi vẫn còn oxy nhưng phải Never 51 là nó tính toán hay đấy. Thế mình có ông này đây này. Tàu gì đây? Ui dồi, F126. F126 tại sao nó không ra nó bắn nhỉ? Ui dồi. Hóa ra mang cái SR5. Đúng rồi, mang SR5 thì chịu rồi. NB26 mang SR5. Không ai thì ông ấy mang cả Mark 45 luôn. À nào chả toang. Tại sao F126 nó mang cái SR5 đi làm cái gì nhỉ? Thì ra là mình nhìn oxy nó chỉ có giới hạn thôi. Rồi, toang rồi, toang rồi. Anh em phải trả thù cho mình. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời là kết thúc cái bộ combo như thế này. Đội bạn nó mạnh thế không biết chứ. Cấu được 1 triệu đam rồi, mấy ông kia bắn kinh thế. Không ông nào quay lại cứu mình. Rồi, thì ở đây mình sẽ thay đổi bộ trang bị một chút nha. Ở đây thì mình sẽ thay thế bằng cái thai 40. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi theo cái xu hướng là nếu cần phải thay đổi thì sẽ thay đổi cái gì nha. Cái này thì anh em có thể thay đổi bằng cái loại tên ở trung ngầm cũng được. Đấy, cái này tùy. Tìm kích thì nói chung là anh em có điều kiện thì mua cái loại ở trên thị trường. Đấy. Còn nếu mà nghèo thì anh em cứ giữ con Su-57 mà chơi. B21 thì nói chung bomber thì là tùy nhá. Tùy những cái khả năng anh em có, những cái gì anh em chơi được thì cứ chơi. Mình cứ giữ lại đi. Trực thăng thì nếu như có cái loại trực thăng khác ấy, ví dụ như Mi-28 này. Đấy, hoặc không thì con HM-2 này. Đấy thì anh em nắp vào. Nếu mà không có Defender X là cái con ngon nhất thì anh em cứ giữ lại con đấy. Ok chưa? Và cái cuối cùng đó là cái pháo tự động. Cái này thì anh em nên thay sang cái loại T-phone nhá. Cái này thì mình sẽ thêm cái hướng là chống ở cái cự ly tầm gần hơn. Cái gì đấy? Ông nào mời đây? Đấy, phòng không thì cái này anh em cứ full cái gắp full cho mình. Còn nếu như mà anh em mà không thích ấy, thì có thể biến tấu sang một số loại khác, ví dụ như là R440. Đấy. Có nghĩa là full X5 cái gác full hoặc là 3 gác full với 2 R440. Đấy, thì như thế này nó sẽ tối ưu hơn một chút. À, nếu rồi thì mình cũng có nói về cái khả năng phòng không rồi. Gần như là cái loại tên lửa ở đấy khó. Khi mà nắp cái kiểu vũ khí phòng không như vậy nó hơi khó trong cái việc phá tên lửa ấy. Cái thai 030 nó là dạng súng máy thôi. Nó chỉ hợp trong cái việc là phá máy bay nhanh. Còn chống tên lửa thì nó khó đấy. Tất nhiên là nó vẫn sẽ phá được tôi, nhưng mà cái tỷ lệ nó phá nó thấp lắm. Ô, mình đứng đâu đây? À đúng rồi, cái chỗ này vị trí cuối cùng anh em ạ. Không sao, vị trí cuối cùng thì không sao. Tôi lại cứ tưởng tôi đứng ở cái chỗ nào đấy nó lưng chừng hạnh phúc. Sao bạn luôn đấy, cảm giác như hai con ở trên thị trường này. Nó mượt ngay. Chết. Có làm được 2 con không? Có anh em thấy không? Mình đã xử lý được 2 con trực thăng. Thôi quá làm gì đấy. Lan Trang chạy một bên như vậy là nó bỏ hết lại à? Bỏ tàu sân bay ngược lại à? Đây này. Như thế này là khả năng nó bỏ tàu sân bay rồi đây này. Rồi. Ai chơi cái trò đang bắn đang lành đi bỏ tàu sân bay đi nè. Ăn một combo đau lắm đấy. Quá thốn. Rồi cố cái này nữa là thôi xong. Bây giờ con B21 thôi cứ kệ đi. Cứ xử lý đội này trước.
Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sang đến B21 đi. Tại địch nó không có tầm nhìn của mình mà. Địch nó không có tầm nhìn nó mới đau, chứ không có tầm nhìn thằng ngầm này nó chơi mình rồi. Nhiều khi là phá được hai con trực thăng rất là lợi thế. Sỏi ôi nhạc cái ghê. Ghê nửa cây. Giật cứ đùng 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 lên ạ. À. Hắn sao vã tiếp nhỉ? Vã tiếp cho nó chết đi chứ làm gì nhỉ? Nó làm gì có tầm nhìn đâu. Đừng ngay spam anh em ạ, phanh lại để mà spam. Varad kìa, 11 cái phòng không kìa. Thốn. Rồi, xong rồi đấy. Bẫy mồi đi. Rồi, xong luôn rồi. Đây, cái ngầm, cái là mình sợ nhất đây này. Mà thôi, chúng ta ra ăn nốt cái thằng thiết giáp này. Đấy, nó bẫy mồi rồi đấy. Vừa nhìn thấy xong. Như vậy bây giờ là hết bẫy mồi này. Đó. Nó ok. Úi giời, tôi sao còn xong rồi xong. Khả năng lại chủ quan không lại xong rồi. Ôi, chủ quan quá anh em, không di chuyển tàu. Thông thường thì mình hay di chuyển nữa, cảm thấy có cái gì đấy nó nguy hiểm ấy. Cái này không di chuyển thì đúng là toang thật. Ôi, cố kéo được cái gì thì kéo anh em nhá. Đấy, cố kéo lại được cái gì thì kéo. Úi giời ơi. Hai trận liên tiếp rồi. Hai trận liên tiếp rồi đấy. Sỏi 1.500.000 đạn kìa. 1.500.000 đạn rồi mới chịu nằm xuống. Ok, không sao. Hầu như trận nào cũng bị cái con ngầm ấy nó ra nó săn anh em ạ. Hôm nay thì chắc là chết rồi. Trận trước thì gặp cái thằng đúng level 51 nó ăn mình. Trận này thì đúng cũng gặp level 51 luôn, nhưng mà cũng làm con Izanami đúng không? Sỏi ZL3 này. Hôm nay thì khác cái là không có cái Mark 45 thôi. Và trận sau mình sẽ chơi theo kiểu cẩn thận một tí vậy. Cái chủ quan quá, cứ để im tàu ở đấy. Thông thường như cái lúc mà cái con ngầm nó bước sang đến chỗ mình thì mình sẽ di chuyển ngay. Rồi đứng ngay sụp là chết rồi. Ôi ngồi, anh level 42, anh không làm việc được nó à. Ôi giời ơi. Cũng mang combo này chỉ sợ mỗi tàu ngầm. Còn ra ngoài lại, ngoài ra thì cũng không sợ cái gì hết. Rồi, chúng ta sẽ sang tiếp trận nữa. Ở trận thứ mấy rồi nhỉ? Nhớ có khi đây phải trận thứ tư rồi đấy chứ. Rồi, trận này nếu mà nó nhanh nhanh thì cố được trận nữa đấy. Nhấp trận nó lâu thực sự anh em ạ. Chờ hơn 1 phút đồng hồ. Thông thường là mình sẽ hủy đi, mình cắt bỏ đi, nhưng mà thôi. Nên vẫn chơi tiếp, ghép cho bằng cùng thì thôi. Hy vọng trận này chúng ta sẽ kéo dài nhanh nhanh nhá. Nếu mà được thì ok trận nữa, không có vấn đề. Ô, mình đứng cái góc này nha, hơi căng nhỉ. Kể như đứng ở bên trái thì ngon, đứng bên phải chứ nhỉ. Đứng bên phải là căng này nha. Tình hình là rất là căng. Tình hình là rất là căng. Cấu máu đây anh em ơi. Cấu luôn. Cảm giác bắn được cái bắn luôn. Đây. Ông Yamato đây. Ông này sẽ là cái thí sinh đầu tiên. Ngon phết nhỉ. Cái gì? Ui giật. Ôi nó giật quá trời anh em ơi. Thông cảm nhá, giật quá nha. Giật quá luôn ý.
Và ông nào cũng yêu máu à. Cấu ốc nào yêu yêu không này, thò đây thò đây. Thò đây là hợp lý gì nữa ha. Trời ơi. Thò là quá hợp lý. Có cái cảm giác không biết sợ bị văng không ý, nhiều khi nó cứ giật giật mạnh quá là mình sợ nó văng đấy. Định nó có đi lên kiểu tự do này á, có vấn đề gì không nhỉ? Hơi ghê nhỉ. Nó đã sang bên này. Em phải be bằng cùng anh. Này có ông này nữa này. Ô. Ô lạ nhỉ. Có cái cảm giác nó cứ kiểu làm sao ấy anh em ạ. Lúc đầu team bạn gần chết hết rồi các bạn. Nhưng bây giờ tình thế nó lại thay đổi rồi. Díu ông này đi. Díu ông này cho nhanh. Úi dồi, trực thăng kìa, nó nhiều quá. Không hiểu kiểu gì luôn. Đâu được rồi. Thò cái mặt ra đây. Thí sinh tiếp theo. Mình cảm giác là bị văng nha bà. Có cái cảm giác bị văng đó. Nó bắn nó điêu điêu cái gì. Mày nè. Cứ phòng thủ mãi nè. Tình hình rất là ban căng. Hy vọng là không văng. Nếu mà trận này không văng là hay ấy. Này Nam anh ơi, xử lý nó đi. Em hỗ trợ cho quả tên lửa đây. X2. Được. Đợi mà văng thì đúng thực sự là quá buồn. Ui giời ơi. Quá hướng. Hai combo bay vào mồm. Combo bè mồm. Úi sỏi ôi. Bốn chưa. Mà thằng sân bay không có lý nào. Tự dưng nó đi cả một vòng quanh map. Đúng không? Tôi biết ngay cơ mà. Lại bị văng hẳn nào. Nó cứ đi kiểu ngáo ngáo. Làm gì có chuyện tàu sân bay nó đi. Nó không dừng lại như thế. Nhỏ quá anh em ạ. Trận cuối là nó lại kiểu thế này. Đi làm lại trận khác. Đen thế không biết gì. Tưởng cái trận như trận cuối cùng rồi. Ai ở đâu này. Đấy, cứ thấy lạ, dấu hiệu ngao ngao ngao. Ý như rằng là văng. Không sao, clip của chúng ta nó lại càng thêm dài mà. Làm lại. Cái vị trí cũng hết sức là quen thuộc, khá là nguy hiểm. Trắng sâu đậm. Không phải là phôi pha. Rồi, làm lại nhá. Trận này gặp một team đi đôi rồi này. À đâu, team đi ba chứ. Ôi trời ơi. Anh em ơi. Help me. Có thấy cái gì đâu. Đâu thấy tiếng gió xì xào hướng đó. Có thấy bóng màn nào không đâu. Mày chết. Riêng thằng Yuraku mà chết. Tập này thì tập xác định đi em ơi. Ồ em ý tập xác định rồi. Em ý đồng ý là tập xác định rồi. Yuraku bay màu. Giờ chúng ta sẽ thể hiện cái uy của mình đây. Cái uy của chúng ta đâu. Gì là Yamato. Không nào đây.
lại Yamato nữa à? Nắm Yamato thế, trận cuối này hơi bị nắm Yamato nha. Úi dồi, ông này người Việt Nam ạ. Anh ơi, anh có phải là anh người Việt Nam không? Hải quân Việt Nam ơi. Nhỏ nhỉ. Anh gặp em là anh nhỏ, úi dồi, anh chết luôn à. Hóng ơi, hóng ơi. Hóng anh em ạ, lại Yamato nữa này. Đứng đây ném Yamato liên tội. Sỏi, cứ 167k ram thế này. Thế thì chơi cái gì? Bắn tiếp Yamato. Hỏng chưa, hỏng chưa. Không được mạng nào luôn. Trời ơi, nhanh quá nhỉ. Mới được có 2 phút. 2 phút này thì liệu có nên làm tiếp clip nữa không? Anh em phối hợp hay thế, không biết chị có map cái mà nó biết đứng vã sân bay luôn. Được thế thì còn gì bằng nữa. Cô bố này không có cái gì chống ngầm chứ nè. Rồi, trong khi chờ đợi chúng nó kết thúc trận đấu nha, thì mình sẽ nói luôn này. Với cái bộ combo của bạn ấy, thì mình cũng nói, cũng như đoạn mình cũng nói rồi. Tiêm kích nếu có điều kiện thì nên thay. Đấy, và cái phòng công thì cũng nên thay. Đây là hai cái điểm nhấn chủ yếu thôi. Chứ còn thực ra cái con Mantis, rồi B21, rồi cái MiG-41 thì mình đánh giá là tốt. Rất tốt, kể cả các khu cũng vậy. Còn tên lửa thì cái này thì bạn tùy nhá. Đấy, chứ cái này thì mình cho bạn xem thực chiến rồi. Nó cực kỳ là sợ tàu ngầm. Đấy, bạn thấy không? Rất nhiều trận gặp tàu ngầm là toang đấy. Chẳng qua là mình cũng cánh từ ngay từ đầu thì nó cũng đỡ ấy. Cái này cũng nhanh nhanh được khoảng 800k đam anh em. Ok chưa anh em? Đấy thì vừa rồi mình đã đi làm theo cái bộ combo trang bị của bạn theo yêu cầu của bạn trên con tàu Yas Yugaku. Những cái gì mà mình thấy được đấy, theo ý kiến cá nhân của mình nhá, mình thấy được thì mình cũng bảo rồi. Cái gì nên thay thì bạn có thể cân nhắc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.